cập nhật ngay cho anh chị và các bạn một mẫu xe phục vụ gia đình với không gian ngồi rộng rãi, lại còn là máy dầu. Với tầm giá của chiếc xe nó chỉ hơn 600 triệu, anh chị bạn có thể sở hữu ngay một chiếc Kia Sedona phiên bản 2.2 bản full máy dầu, sản xuất năm 2017. Xe có ngoại thất là màu xanh, nội thất kế da màu kem, với trang bị đầy đủ tiện nghi ở phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi, kết hợp với những phần cảm biến trước sau, giải đèn nét định vị ban ngày, đèn gầm dạng bi. Và những cái chi tiết sơn si mép nối của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp, tuy vậy thì cũng có một số chỗ đã phải sơn lại rồi và quá trình sử dụng. Với dàn lốp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất mới anh chị nhá, đã vừa mới được thay. Và cái dàn đế lốp của chiếc xe là tuần thứ 27 của năm 2022. Với kích thước mâm hợp kim, trang bị là mâm 18 inch và có trang bị dọc thân xe với những phần như là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, mở cửa thông minh cánh lái và cánh phụ, có trang bị cửa lùa điện hàng ghế thứ hai. Các chi tiết sơn si mép nối mép cản cũng như cái đường gân góc cạnh của chiếc xe em cũng sẽ quay đầy đủ chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Trong quá trình quay, anh chị và các bạn cần xem cận cảnh chi tiết những cái phần nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em gửi hình ảnh và cũng như là các thông tin về thủ tục mua xe trả góp cho các bác có thể là tham khảo. Cốp thì sử dụng cốp điện với không gian ngồi rộng rãi, chỗ chứa đồ thì cực kỳ rộng rãi tuyệt vời. Diện tích ngồi thì là cho chiếc xe là 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai thì là 2 người, hàng ghế thứ ba là 3 người, đã được trang bị cam hành trình trước sau đầy đủ thôi. Đấy, những cái phần con ốc bản lề và những chi tiết những phần đinh tán để anh chị bạn có thể biết được là phần đuôi này có bị đâm va hay theo ra để thay thế cái sửa chữa gì không. Với những chiếc xe em bán thì em luôn công khai rõ ràng cho anh chị và các bạn thông tin minh bạch, còn mua được hay không nó cũng là tùy duyên cũng như là anh chị và các bạn nhu cầu sử dụng của anh chị và các bạn. Đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về cái không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai. Với cái không gian hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có trang bị ghế ngồi, có bệ tì tay, hai chiếc ghế hai người ngồi đây. Cùng với những cái phần như là hệ thống mở cửa thì nó sẽ có theo mở nhiều cách, mở ở đây và đóng đây, cũng như là mình có thể mở ở chỗ này. Đấy. Hoặc là mình có thể ngồi ghế lái mình có thể mở ra được. Còn phần trần của chiếc xe thì nó trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Các phím điều chỉnh nhiệt độ anh chị và các bạn có thể chỉnh góc này. Đấy. Hai cửa sổ chơi. Một cái không gian ngồi rộng rãi, thoải mái, tầm tiền bây giờ chỉ hơn 600 triệu thôi là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Tiếp tới không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ ngắm nhìn qua từ những cái chi tiết về hệ thống keo chi, những phần táp ly cánh cửa, rồi những cái chi tiết như là phím bấm chức năng để đánh giá cái độ hao mòn trong quá trình sử dụng sau này của trước đây của bác chủ, em lại nhầm sau này. Và để an tâm hơn thì anh chị và các bạn nên mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước. Đấy. Không gian ghế ngồi của chiếc xe thì nó cũng trải qua thời gian sử dụng thì nó cũng bị dạng nứt ở những cái đường viền. Cái này thì em sẽ quay thực tế cho anh chị và các bạn, còn khi anh chị và các bạn mà đã cảm thấy ưng và chốt rồi thì em sẽ mang đi dọn và sửa chữa theo yêu cầu của anh chị và các bạn, đảm bảo cho anh chị và các bạn nhận được chiếc xe trong tình trạng đẹp nhất. Đấy, các tính năng như là sấy ghế, sấy vô lăng, chế độ lái eco, tắt cảm biến, rồi là cảnh báo vượt trên gương, chống chân trượt, giới hạn tốc độ và đầy đủ những cái tiện nghi option. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống khoang máy của chiếc xe. Với cái khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy dầu 2.2 nên cái khả năng vận hành của chiếc xe nó cũng khá là tiết kiệm, cũng như là mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác lái tốt trên mọi cung đường. Đấy, những đường nét về hệ thống ốc ác, rồi là những phần nắp capo, những phần tấm nót khoang động cơ. Anh chị và các bạn cần xem cận cảnh video chi tiết những cái phần nào thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi cụ thể cho các bác tham khảo. Kia Sedona 2.2 máy dầu 2017
hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là 695 triệu còn thương lượng, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.